giờ em sẽ hướng dẫn chị để mà tìm khách hàng tiềm năng nhé. Đầu tiên thì chị vào Facebook của chị, rồi chị xem có một người bạn bè nào đấy của chị ấy. Người đấy không phải là người bán hàng online, sao chỗ này toàn người bán hàng. Ví dụ chị này đi, chị Hồng Lê này, chị này bán rau củ quả này. Rồi bây giờ em sẽ vào chỗ bài viết của chị Hồng Lê đấy, em vào bài viết gần nhất của chị Hồng Lê đấy, 24 giờ 24 phút trước này, em vào chỗ bình luận. Rồi bây giờ em xem những cái người ở đây này, xem những ai bình luận vào đây thì em sẽ đi gửi kết bạn với những người này. Lưu ý là phải đi kết bạn với những người mà không bán hàng. Ví dụ chị này, chị thay đổi này, chị này không bán hàng online này. Đấy, bây giờ em lại kết bạn với chị này. Đấy. Rồi bây giờ tiếp theo em xem trong bài viết của chị này, ví dụ bài này đi, trong bài viết chị này xem có những ai đi bình luận, em vào xem. Đấy, xem cái người Nhi Lê này, ở Nhi Lê này không bán hàng này. Đấy, em đi gửi kết bạn. Tiếp theo vào xem Ngân Lê, Lê Ngân gì đấy, xem người này có bán hàng không. Người này không bán hàng online, rồi gửi kết bạn này. Tiếp tục vào xem có những ai nữa, Lan Rừng Y La Pa. Rồi bây giờ tiếp, chị này cũng không bán hàng này. Đấy, bây giờ em sẽ gửi kết bạn cho chị này. Rồi tiếp theo vào xem còn ai nữa không, Đoàn Thị Thúy Lan. Rồi xem chị này có kinh doanh online không. Chị này cũng không có kinh, có bán, bán móng, bán cá, bán đồ. Chị này là khách hàng tiềm năng, bán cá thì có thể mua hàng của mình được. Đấy, bây giờ tiếp theo em sẽ lấy bạn bè của chị này. Đấy, em sẽ lấy bạn bè của bà Đoàn Thị Thúy Lan này. Có thể là chọn cái hình ở dưới đây đi, hình mà làm nail đây đi. Đấy, chọn vào đây xem có những ai bình luận này. Bây giờ bà Kim Dung này. Đấy, Kim Dung không bán hàng online, kết bạn vào. Tiếp theo là tiệm bánh Đồng Tâm. Đấy, tiệm bánh này có thể có nhu cầu mua hàng của mình, vẫn kết bạn đi. Bà này, ui, tiệm bánh Đồng Tâm này rất là nhiều bạn bè luôn. Đấy, bây giờ em sẽ vào chỗ tiệm bánh Đồng Tâm. Trước khi vào tiệm bánh Đồng Tâm em đi tìm xem. Còn chị Mai. Đấy, bà này là không kinh doanh online này. Đấy, nên là bây giờ em sẽ kết bạn với người này. Tiếp theo quay lại cái Facebook của chị hồi nãy nhá. Vẫn xem những ai, Như Quỳnh này, xem Như Quỳnh này có bán hàng online. Nhưng mà con này thì bán chị Mụn này. Nhưng mà nó bán mỹ phẩm thì mình vẫn có thể kết bạn được nhá. Em vẫn có thể kết bạn với Như Quỳnh này. Đấy, tiếp theo xem thử Hương Hồ. Hương Hồ này không kinh doanh online, kết bạn này. Huyền Anna không kinh doanh online, kết bạn này. Tiếp theo Linh Đan Trần, bạn này chuyên quần áo. Tâm Tâm không bán hàng online này. Đấy, rồi bây giờ em sẽ vào chỗ Facebook của Tâm Tâm này. Đấy, vào Facebook của Tâm Tâm, em vừa kết bạn với Tâm Tâm nhá. Rồi bây giờ em sẽ vào Facebook của Tâm Tâm, em vào cái bài viết mà bạn này mới đăng này. Và bài viết này, tức là mình vào cái bài viết nào mà nhiều lượt comment nhất và gần nhất ấy, thì có thể là bạn bè của họ ấy vẫn đang còn sử dụng Facebook đấy. Nên là mình không có vào chỗ danh sách bạn bè nhá. Không vào chỗ này nhá, không vào chỗ danh sách bạn bè nha. Mà hãy vào chỗ bài viết để kết bạn này. Bây giờ em vào chỗ cái ảnh này. Đấy, rồi ảnh này, và sau đó đi chọn, đi like hết bạn bè của họ, like hết những cái người mà những người bạn của nó đang comment đấy. Ví dụ Phạm Thị Mai, rồi bạn này có bán mỹ phẩm, rau, đồ ăn, vẫn có thể kết bạn được. Thuận Phạm này, đấy, kết bạn với chị này. Hồng Tâm này, em đồ hàng Quảng Châu quần áo, có nhiều khách hàng quần áo vẫn mua hàng của em. Nguyễn Thị Mỹ Tiên này. Đấy, tiếp theo xem những ai bình luận, gửi kết bạn hết. Nguyễn Xuân này. Đấy, tiếp theo Đinh Thị Toán không bán hàng online này. Rồi
Thấy không, những cái người không bán hàng online, bạn bè của họ đều là những người không bán hàng online. Ví dụ Đinh Thị Toán nhá, em gửi kết bạn cho chị này rồi. Bây giờ em vào Facebook để like bạn bè của chị Đinh Thị Toán này. Em vào Facebook chị Toán, và sau đó em vào chỗ bình luận ảnh của chị Toán này. Bắt đầu Vinh Đào, thì đây là cách mà đi tiếp cận khách hàng tiềm năng nhé. Rất là hiệu quả, em nghĩ là chắc chưa chưa có ai hướng dẫn cho mọi người đâu. Đấy, làm theo đi, em đang làm cách này đấy. Đấy, bạn này là cũng không bán hàng online này. Rồi, Thảo Lê. Thấy không, mọi người thấy không, những cái người không bán hàng online, bạn bè của họ ấy, bạn bè của họ bình luận đều là những người không bán hàng online nhé. Đấy, thấy chưa, không không hề bán hàng online, nên là em mới bảo là hãy đi tìm những cái người không kinh doanh online. Lưu em này, ông này có thể là đàn ông, em không kết bạn đâu. Rồi xem tiếp bình luận này. Đấy, Bích Ngọc này. Đấy, thấy chưa, chị này lớn tuổi chung chung rồi đấy. Đấy, chị này bán hàng online bỏ qua. Chị này không bán hàng đấy. Tiếp theo Đinh Hiền, bạn tôi xinh gái quá, thấy chưa, chị này là bạn bạn bè với cái chị Toán hồi nãy ấy, nhưng mà chị này không bán hàng online. Tí nữa em sẽ đi lấy bạn bè của chị Hiền đấy. Rồi Triều Nguyễn này, em gửi kết bạn cho Triều Nguyễn này. Rồi Đinh Thị Hạnh này. Đấy, mọi người thấy không, những người không kinh doanh online đều là bạn bè của họ toàn là những người không bán hàng online thôi, mọi người để ý không? Em rất là để ý cái này luôn, nên là em toàn đi kết bạn như này thay vì chúng ta đi kết bạn linh tinh nhá. Nguyễn Hiền này. Rồi đấy, bây giờ chúng ta cứ đi. Rồi bây giờ em cái cô giáo này rất là đẹp luôn, Nguyễn Hương, không biết phải cô giáo không? Thì em vào Facebook của Nguyễn Hương để lấy bạn bè của họ. Những cái bài nào mà nhiều lượt comment, xem cái bài nào mà nhiều lượt comment thì em sẽ đi gửi kết bạn. Ví dụ cái bài này đi. Đấy, thì em sẽ vào chỗ bình luận cũng tương tự như thế. Cứ đi liên tục đi lấy bạn bè của họ bằng cách này đi chị em ạ. Hiệu quả lớn lắm luôn đấy. Lát nữa em sẽ tìm bạn bè của cái chị Thu Hà này. Đấy, thấy chưa, mọi người thấy không? Những người mà như này á, đồng nghiệp của họ đều là những người tích cực. Đấy, em sẽ đi gửi kết bạn như này. Hoặc là em gửi, ví dụ mà để không bị trôi, ví dụ mà muốn tìm bạn bè của bạn Minh Hiếu này, để cái Minh Hiếu này không bị trôi mình, để sau này mình tiếp tục mình lái bạn bè của họ ấy, thì đánh vào dấu x này, anh dấu dấu like này nhá. Rồi, ôi hàng chất quá, người này bán hàng ở đâu mà. Rồi rồi nhá, đấy là cách, đây là những cách mà em đang làm. Còn bây giờ nhá, nếu muốn hồi nãy cái cô giáo hồi nãy chỗ nào ta, mất rồi đấy. Bởi sao mà muốn tìm quả cô bạn là bạn bè của cô giáo đấy, chị em gửi kết bạn sau nhá. Chúng ta muốn sau này mình quay lại mình tìm bạn bè của chị này á, thì mọi người vào ngay chỗ tin nhắn đánh like như này là ok đấy. Thế là bây giờ mình sẽ đi tìm bạn bè của chị Triều Nguyễn này, vào chỗ người comment này đấy, gửi và đánh dấu ít cho chị này, đánh like cho chị này để không bị trôi bạn bè của mình. Và sau đó mình có thể xem là chị này đã chấp nhận kết bạn với mình chưa đấy. Đào Chín này đấy, có thể đánh một like ở đây. Và đây là toàn bộ những cách mà đi tìm khách hàng tiềm năng nhé, em đều làm như vậy không đấy. Chúc cho chị em chúng ta thành công nha.